Xin chào toàn thể quý khách trên khắp ba miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2022. Minh Thiên này chở một chuyến hàng khuôn từ trên xưởng về nhé. Hôm nay thì Minh Thiên có chở một chuyến khuôn toàn bộ là nhựa composite do xưởng Minh Thiên tự gia công nhé. Đây ạ, cùng em xem là hôm nay xưởng Minh Thiên có những khuôn gì về nào nhé. Đây ạ, thứ nhất là mẫu chữ thọ con dơi nhé. Khuôn mặc dù là khuôn thủ công bên xưởng Minh Thiên tự làm nhưng khuôn rất là sắc nét và bóng luôn nhé. Đây ạ, khuôn rất đẹp luôn ạ. Đây là mẫu khuôn cửa sổ này. Đấy, cửa sổ thì bên Minh Thiên có hai kích thước. Đối với cái khuôn nhựa composite này ạ, thì có kích thước là 50-80 và 60-96 ạ. Đấy, các loại khuôn phù điêu. Đây, phù điêu mét 2 và phù điêu mét rưỡi ạ. Phù điêu hướng dương, phù điêu đồng tiền. Đây ạ, một em trụ cầu thang. Thì bên này là chân ghế và vòm cửa sổ. Đấy, đây là con tiện cầu thang nhé. Con tiện cầu thang thì bên Minh Thiên đang có một loại là con tiện vuông và một loại là con tiện chữ S nhé. Đấy, hai loại. Đây, con vuông đây. Rất là đẹp luôn ạ. Đây là con vuông nhé. Đây là con chữ S ạ. Các loại bàn gốc cây, bàn rùa. Đây, đôn của bàn gốc cây và đôn bàn rùa nhé. Hôm nay về được hai bộ gốc cây và hai bộ bàn rùa. Bác nào mà đã đặt hàng bên Minh Thiên mà em còn đang nợ đơn ấy thì mai em sẽ gửi trả các bác nhé. Còn em vẫn còn dư một bộ khổ. Thì bác nào mà lấy khuôn nào ấy thì có thể liên hệ với bên Minh Thiên nhé. Ngoài những khuôn composite thì Minh Thiên còn có tất cả các loại khuôn xây dựng nhà cửa bằng nhựa ABS và khuôn bằng sắt. Hãy liên hệ với Minh Thiên để có thể là mua được những sản phẩm hoặc khuôn ưng ý nhất nhé. Đây, hôm nay thì Minh Thiên cũng cho chở một ít sản phẩm bê tông về để bán cho khách hàng ấy ạ. Thì hiện tại thì hôm nay có các đấu cột này, phào này và các loại dây chuông đã đổ ra sản phẩm rồi nhé. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với Minh Thiên nhé. Đấy, kho xưởng nhà Minh Thiên rất rộng luôn ạ. Hãy để lại bình luận số điện thoại ở bên dưới bình luận và hãy liên hệ với Minh Thiên qua 3 số điện thoại của nhân viên chăm sóc khách hàng và tư vấn bán hàng. Đó là số thứ nhất là 0333001190 ạ. Số thứ hai là 0981441808 và số thứ ba là 0855000088 nhé. Minh Thiên cam kết đảm bảo chất lượng hàng hóa và giá thành của sản phẩm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ạ.